Chiếc xe này của bên em nó là 7 chỗ số tự động các bác nhá. Một mẫu xe cực kỳ là bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đỗ xếp bên trong em sẽ quay luôn cho các bác ngắm. Đấy, sau đó thì sẽ review tất tật từng những cái vị trí nhỏ các bác nhá. Đây, đỗ xếp bên trong của nó đây ạ. Có túi khiên toàn được nằm bên đây này, rồi một túi khí nữa được nằm ở giữa vô lăng. Đây, logo của xe đây các bác nhá. Và vô lăng đây các bác nhìn xem, vô lăng xịn của xe vẫn còn khá là đẹp luôn. Vì đây là một mẫu xe chạy ít cho nên là vô lăng các thứ của xe còn khá là ok các bác nhá. Và đây cần số này. Đấy, điều hòa của xe là điều hòa auto. Điều hòa auto tự động các bác nhá. Đây. Tắt đây ạ, ấn đây là tắt hết này. Màn hình giải trí nguyên bản theo xe. Và chiếc xe này đấy ạ, nó có cửa sổ trời các bác nhá. Trần của xe thì vẫn là trần ỉ và cửa sổ trời đây. Cửa sổ trời đang hoạt động bình thường. Chiếc xe được mang tên là Kia Carren và có năm sản xuất là 2011. Số tự động máy xăng 2.0 các bác nhá. Với lớp sơn là màu xám đá, biển 14. Đây, các bác xem. Và chiếc xe có thiết kế là Naranguk nguyên bản theo xe, phanh đĩa, phanh ABS, lốp dày. Có xi nhan nằm ở trên gương. Rồi đăng kiểm của xe tận tháng 5 năm 23 luôn. Kính của xe bọc dán xung quanh hết rồi. Với lớp sơn của xe rất là sáng bóng. Lắp đèn pha xịn vào rất là trong. Đúng không? Còn rất là trong luôn. Đây. Có đèn vi cầu các bác nhá. Đấy, lớp sơn của xe đây ạ. Lốp dày là cả bộ. Lốp dày cả bộ luôn. Bên em hiện tại đang có 2 con Kia Carren. Hiện tại thì tổng là có 3 con nhưng 1 con có khách đặt cọc rồi. Và bây giờ thì bên em vẫn còn 2 con nữa. Một con là số sàn, một con số tự động. Con này của em nó là số tự động nhá. Còn một con nữa số sàn thì em cũng mới quay xong. Đấy, em sẽ đăng lên cùng con xe này. Đây, đây là cái phần form dáng bên ngoài của mẫu xe Carren mà em đang muốn giới thiệu lên cho bác xem. Ở bên đây có những gì ạ thì em cũng sẽ giới thiệu luôn. Có gương kính điều chỉnh điện, có cục gương tự động. Đây, cục gương đây, gương kính điều chỉnh điện đây. Đấy, mở xăng cũng là bằng điện luôn các bác nhá. Và chiếc xe này có thiết kế là ghế điện các bác này, bản đủ đấy ạ. Bản đủ nó sẽ có ghế điện nhá. Bản thiếu là không có ghế điện đâu. Thì cả như là số tự động cũng không có ghế điện đâu các bác nhá. Đây, phần sắt móc khóa đẹp đây. Đinh tán cột kèo zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, củ máy củ số của xe cũng vẫn còn zin luôn. Nội thất của xe rộng rãi. Nội thất màu ghi và là màu đen. Bên ngoài là màu xám đây. Mẫu xe này thì thường thường bên em vẫn bán tầm khoảng là 270-280 triệu, thường như vậy. Còn chiếc xe này có giá là bao nhiêu thì các bác cứ alo cho bên em để chốt mức giá ok nhất cho con xe này nhá. Sẽ có giá thật đẹp cho con xe này luôn. Còn đây là phía sau. Đấy, cặp đèn sau cũng vậy, khá là ok. Cặp đèn trước cũng vậy, đúng không ạ? Khi gập ghế xuống thì sẽ tạo thành một cái khoang đồ như này. Đây, lốp nữa đây các bác này. Lốp hay còn gọi là vỏ đúng không ạ? Ở trong Nam thì thường thường người ta gọi là vỏ, còn ngoài Bắc thì gọi là lốp. Đấy, kính đây, kính của xe thì bọc dán xung quanh rồi. Bây giờ em làm sao giới thiệu các bác mình chi tiết nhất về con xe Kia Carren 2011 số tự động này của bên em. Các bác quan tâm liên hệ cho bên em theo 3 số điện thoại hotline 093-8586-307 và 0389-000-555 và 0335-838389 các bác nhá. 3 số điện thoại chính và cũng là 3 số hotline của bên em luôn. Đấy, và kia là siêu thị ô tô Hải Dương, và các bác thấy là để rất là nhiều xe ngoài đường đúng không ạ? Đa dạng chủng loại, có cả bán tải, rồi có cả những mẫu xe 2 chỗ, rồi 9 chỗ, 10 chỗ là có đủ cả luôn các bác nhá. Rất là nhiều những mẫu mã. Các bác tha hồ mình lựa chọn luôn. Bác nào chưa đăng ký kênh YouTube của bên em đăng ký luôn đi ạ. Bác nào chưa nhấn theo dõi trên trang fanpage fanpage của bên em thì cũng đăng ký luôn. Đăng ký theo dõi luôn để đồng hành, để xem những video mới nhất em đăng lên. Nó sẽ báo ngay trên màn hình điện thoại của các bác nhá. Đây, các bác xem cho em này. Đấy, xe keo chỉ thì các bác nhìn xem nó vẫn còn đây, đúng không ạ? Những cái phần tắp ni, đồ nhựa, cánh cửa xe còn ok, đẹp, sáng sủa các bác nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, những chiếc xe số tự động thì luôn luôn nó bao giờ nó cũng sẽ đẹp hơn số sàn, vì số tự động bao giờ nó đi ít hơn khoảng. Nói chung là cũng thường thường là như vậy, đúng không ạ? Tất nhiên thì cũng do tùy theo chủ xe nữa. Xe đẹp không lỗi các bác nhá. Hoàn toàn không lỗi đâu. Không lỗi về thân vỏ, không lỗi về máy số.
Đấy, không lỗi về những vấn đề nước lon ngập nước thủy kích ạ. Không có không nhá. Giấy tờ ok nữa. Bây giờ em mời các bác xem phần chi tiết bên trong nội thất của xe. Ở đây bộ ghế đẹp này. Chỗ này có một cái cốp đồ này. Đấy. Số nhảy rất là mượt các bác nhá. Âm thanh hay, điều hòa lạnh sâu. Lạnh sâu cực kỳ luôn. Bật số 1 cũng rất là lạnh rồi. Đây, phần tắp lô, tắp đi của xe thì rất là căng bóng đây, các bác nhìn xem. Hiện tại em đang đứng ở bên đường. Bên kia nó hơi lắng như này, em sẽ đứng ở bên đường quay cho các bác xem nhá. Vâng, tiếp theo. Chỗ này thì vệ sinh chưa được sạch sẽ lắm đây. Các bác nhìn thấy hơi bẩn tí đúng không ạ? Nhưng không sao cả, cái này đơn giản thôi, lau là hết các bác nhá. Chủ yếu là cái chất xe, chủ yếu là cái chất máy đúng không ạ? Và khung gầm, vỏ, những cái phần chi tiết nhựa nữa mà cái cơ bản là phải ok đúng không ạ? Đây, cho bác xem nhá. Đây, những cái đồ nhựa tắp đi tắp đồ nó ok hết. Xe không vấn đề gì đâu các nhá. Đấy, cánh cửa đây này. Xe hoàn toàn không lỗi và tất cả chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường. Các bác mua mẫu này về là cứ đi thôi, cứ dùng thôi. Ở chỗ này được thiết kế có cửa gió thổi về hàng ghế phía sau. Tôn vỏ của cái dòng xe Kia này nó khá cứng các bác nhá. Khá là cứng cáp luôn. Nói chung là dày và cứng cáp. Chắc chắn, bền. Đây có các xem phần vỏ bên ngoài cho em. Các bác đừng quên nhấn like, nhấn chia sẻ nhá. Đang ngồi rảnh các bác cho em xin những lần like và những lần chia sẻ lên các trang hội nhóm. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Như vậy là một cách để ủng hộ em đấy ạ. Đây, nội thất cùng phía sau đấy ạ. Các bác xem nhá. Đấy. Con này biển 14 tên tư nhân. Đấy. Một chủ từ ngày xưa các bác nhá. Sơn xi sáng bóng này, giá lóc cũng đầy đủ đây. Đây các bác nhìn keo chỉ nhá, keo chỉ cỡ đây em quay tí này. Đấy, keo chỉ nó vẫn còn này luôn này, các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ vẫn còn này. Bu lông ốp vít sáng đẹp, lòng trong sơn xi của xe rất là sáng bóng đúng không ạ? Bốn tắp ni tắp đô của xe đây. Kính điện lên xuống êm nhẹ, vị trí này bằng chất liệu da. Ở trên đây là bằng chất liệu nhựa các bác nhá. Khe mép vách cửa rồi gầm sàn không một mọt. Một xe 7 chỗ ngồi, to cao rộng rãi đẹp như này mà giá chỉ có hơn 200 triệu đúng không ạ? Một số tiền cũng khá là ok. Đây mời các bác xem tiếp. Rong cửa cũng còn ok các bác nhá. Xe sạch sẽ gọn gàng. Có một vài vị trí thì hơi bẩn một chút thôi, lau lên hết các bác nhá. Đấy, những cái cơ bản, những cái vị trí sạch sẽ ở đây thì em đang nói là nó đồ đạc nó gọn đi ạ. Vâng, như vậy thì phần nội thất bên trong của chiếc xe này em đã quay xong. Các bác xem nốt phần vỏ này. Chúng là dòng xe này thì cũng không có gì, không có nhiều cái cần phải chú ý lắm đúng không ạ? Và nó không có nhiều chức năng, không có nhiều option lắm, cho nên em quay chỉ quay cho các bác xem cái hình thức thôi. Đấy, để quay hình thức thôi các bác nhá. Và là làm sao đem tới cho các bác mình biết những cái thông tin. Đấy. Quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng đúng không ạ? Đây tốt đây các bác nhá. Sơn vỏ bên ngoài thì ok rồi. Gầm sàn sáng đẹp không vấn đề gì. Nhiều bác có bảo là biển 14 nó hay bị mọt đúng không ạ? Nhưng mà không phải đâu, tùy các bác nhá. Những chiếc xe mà bị bục mọt là bên em không nhập đâu. Cái dòng xe Kia Palette này thì
đồ đạc phụ tùng nhiều rồi đúng không ạ, rất là nhiều luôn, trên thị trường bán rất là sẵn. Đây khoang máy đây, lắp hiệu của xe nó vẫn còn kìa. Máy số chất các bác nhá, máy số rất là ngon, nó êm. Củ máy củ số còn zin như em cũng đã chia sẻ ngay ban đầu video cho các bác mình biết đúng không ạ. Rồi tiếp tục em mời các bác xem gầm nốt. Đây gầm đây các bác ơi. Cô lốp vượt sàn ở đây nhá. Vâng, video này em đã quay xong rồi. Các bác có mình có nhu cầu mua chiếc xe này hãy alo trực tiếp đi bên em để chốt giá ok nhất cho mẫu xe này nhá. Và các bác có thể trả giá để mình vào việc luôn với mẫu xe này. Các bác mua cũng được hoặc là các bác đổi xe cũng được nhá. Bên em có chương trình mua bán đổi các. Có thu mua này, xe khi các bác không có nhu cầu sử dụng nữa, xe nào cũng được. Đấy, bao nhiêu tiền cũng mua, cứ là mang tên ô tô là em sẽ mua các bác nhá. Địa chỉ bên em ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Số điện thoại em đọc rồi đúng không ạ? Các bác hãy alo trực tiếp để tư vấn kỹ hơn. Những cái vấn đề thủ tục sang tên đổi biển, công chứng ủy quyền rồi ship xe chuyển xe là bên em cũng sẽ hỗ trợ cho toàn thể các bác. Và bất cứ đâu trên mọi miền Tổ quốc các bác nhá, miền Trung, miền Nam đều mua xe được bên em hết. Dạ vâng, video này em quay xong rồi, xin được kết thúc và tạm dừng. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi ạ.